Ngay từ lớp 2, rồi lớp 3, lớp 4, lớp 5, chúng ta đều có cái dạng bài đó là tăng giảm cái thành phần trong phép trừ và phép cộng. Ví dụ tăng số trừ bao nhiêu, giảm số bị trừ bao nhiêu, thì người ta muốn hỏi là tổng hiệu nó thay đổi như thế nào. Đó là một cái dạng bài mà nhiều bạn cảm thấy rất là rối. Và lớp bé thì các thầy cô sẽ cho số bé, còn lớp lớn thì thầy cô cho mấy trăm mấy nghìn. Đấy, nó chỉ có thay đổi như vậy thôi. Nhưng cái mấu chốt bọn con cần ghi nhớ ấy là cái bản chất. Thế ví dụ như là một cái đề bài đây, tổng có hai số hạng mà tổng thì bằng 2024. Tăng số hạng thứ nhất 137 đơn vị, hỏi tổng mới là bao nhiêu. Đấy, đọc đề như vậy lướt lướt qua thì thấy nó dối. Nhưng mà con hiểu không? Được. Con nói đi, cô nghe. Tổng có hai số hạng, tổng bằng 2024. Tăng số hạng thứ nhất lên 137 thì người ta không nói gì, có nghĩa là số hạng thứ hai giữ nguyên nhá. Rồi, người ta không nói gì số hạng thứ hai cả, chỉ tăng số hạng thứ nhất thôi. Thế tổng mới là bao nhiêu? Con làm phép tính gì? Cộng. Tại sao? Tại sao? Tăng. À, tức là như này nhá. Bây giờ mình nháp với nhau một tí để hiểu bản chất đã. Còn mình trình bày thì mình nói một câu thôi là xong ấy mà. Đây, bây giờ bọn con có số hạng 1 cộng với số hạng 2 thì bằng 2024. Bây giờ lại tăng cái số hạng 1 này lên. Đề bài ghi là tăng số hạng thứ nhất. Thế tăng tức là gì? Tăng tức là gì? Là cộng thêm, đúng không? Như vậy cái ông này này thì lại là số hạng 1 xong lại cộng thêm với 137 và bây giờ biến thành cái số hạng mới. Sau đó lại vẫn cộng với số hạng 2. Thì hỏi rằng bằng bao nhiêu? Như vậy là cái việc mà cộng thêm 137 thì là cả cái phép tính này nó sẽ cộng thêm 137. Vậy thì đúng rồi. Vậy thì chốt lại là gì? Khi tăng số hạng thêm bao nhiêu đơn vị? Bao nhiêu đơn vị? Thì đúng rồi, tổng tăng bấy nhiêu đơn vị. Đây chính là cái câu mà mình cần chốt với nhau. Đúng chưa? Thế bây giờ vào bài mình chỉ cần ghi là khi tăng số hạng thứ nhất thêm 137 đơn vị thì tổng mới là 2 chấm. Là phép tính gì? Cộng 2024 cộng bằng 7 vào đây là 1 61 2161. Đúng rồi. Sau đó còn ghi đáp số 2161 xong. Đúng chưa? Rồi.